đâu ra được thì giá 46 chứ. Mua gà đi. Dạ. Hai con. Được thôi, tần hai con cũng được. Ừ. Hai con là đủ mà. Hôm nay ít khách. Tầm một mâm. Một mâm à? Dạ. Gà nào là 45 nghìn đấy chị? Ở đây không có gà, không có gà 45 đâu anh. Thế có gà bao nhiêu? Có gà 48 nghìn 50 thôi. Dạ, thế gà 50 đi. Hai con. Hai con to nhá, cái gà 50 thì lấy lại gà ngon to luôn. Ừ, lấy đi. À, rồi chắc chết được. Ừ. Hai con to anh nhá. Ừ, hai con to. Hai con đủ không? Hai con đủ mà. Xe để xe đâu? Để xe ngoài chợ bán lợn. À. Dạ. Tưởng có gà 45. Gà 45 có gà trắng thôi nhưng mà hôm nay không có. À. Đây, cầm nốt 500 nghìn trả tiền gà với tiền xăng này. Vâng. Bao nhiêu cân ạ? 5 cân rưỡi là 275 nghìn nhé. Gà ngon rồi đúng không? Nhưng mà vẫn chưa ngon bằng gà 140. Gà 140 là gà 150. Không mổ đâu. Không không. Cái này mang đi vào trong xóm rồi. Ôi thoải mái con anh, gà này thì không chết, em đảm bảo cho anh luôn, bảo hành cho anh 2-3 ngày luôn gà này. Bảo hành 3 ngày à? Vâng. Em chết đâu. Trên này đi mua thịt gà là được bảo hành nha mọi người nhá. Gà khỏe mà, gà mình 275 nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi, không giảm được gì nào. Ừ thế thôi, lấy 270. Đúng rồi, giảm cho em nó 5 nghìn nhé. Em có 20 nghìn nữa. 20 nghìn á? Đây, à không có. Đây tờ đây cũng được 20 nghìn đấy. À. Đây có tờ 20 nghìn đây, không có không phải lấy đâu, đây có 20 nghìn đây. Đấy. Đấy. Em xin nhá, đây. Trả lại 230 thì em lấy 20 nghìn, anh em trả 200 chứ. Đúng rồi. Đấy. Cảm ơn nhá. Đấy. Đây cầm gà đi. Bảo hành cho yên tâm đi. Nếu mà chưa mổ luôn thì bảo hành cho. Chưa mổ đâu. Xay cho gà đi, xay luôn. Mũ bảo hiểm có đâu? Mũ bảo hiểm ở đây. Bỏ ra luôn đi, tí lại bỏ ra lần nữa. Đấy rồi đi. Vâng. Đi ra chỗ nhà vừa rồi mua đậu đi. Vâng. Anh đi bộ ra. Vâng. Được chưa? Dạ. Chở được hết không? Dạ được. Tiền cho nó đi mua đậu tương về nấu canh rồi có hai con gà như là một chai dầu ăn to luôn. Thế bây giờ lên xe đi. Vâng. Lên xe không, lên nhà lấy can. Vâng. Đi lên nhà anh lấy can đi. Như hai nhân đặc khư à? Bố vợ. Bố vợ. Ừ lối hết chứ tộc từ mỏ mà thật ra thật hả? Ừ. Ừ. Dạ bố vợ. Bố vợ ra đó. Còn bao nhiêu tiền đấy? Dạ để. Còn 400. Nếu đủ không đủ thì mình đi bơ thì mình... Còn bao nhiêu thì bơ bao nhiêu? Bấy nhiêu thôi. Đây còn 360. Mua bằng đấy được rồi. Vâng. Vì là có một đống cát. Cũng chả còn bao nhiêu vật liệu đâu mà. Vâng, một đống cát. Ờ, lúc chợ gạch là em vay của anh Sò với em 10 lít vào chợ gạch. 10 lít à? Vâng. Thế thì mua 10 lít để trả anh Sò. Vâng. Xong là còn lại thì là để nhà dùng nhé. Vâng. Thôi bây giờ hai anh em đi về chứ. Vâng. Mua nào nào á? À. Chả mít à? Vâng, em chả mít à. Đấy, rồi phải gắn có cái mic này để cho mọi người nghe rõ. Trước đấy thì mọi người ai cũng kêu là
thành video của em bé quá. Thế thôi, bây giờ hai anh em đi về đi. Dạ, chào anh nhé. Nhá. Dạ, này, mua xăng là mua xăng nhá, không phải mua khác nhá. Dạ. Nhá. Sau đó nó về rồi, thì video này của em cũng xin được phép kết thúc ở đây nha mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Quyền Bắc TV của em nhé.